Vâng, chào các bác. Đó, các bác thấy video trước thì em có sửa cái loa này cho bác khách ở ngoài Bắc Giang. Thế thì em đang test sạc xá ok rồi. Đó thì chuẩn bị là em sẽ gói hàng gửi lại cho bác. Đấy thì hôm nay lại nhận được một cái loa nữa của một bác khách này. Đấy. Các bác nhiều bác bảo là thấy cái loa này thấy sửa hoài, thì thật ra các bác cái loa này là các bác mua lâu rồi. Nên là nó hay bị hỏng này, đời trước này. Đó, còn đây là bản mới nữa này. Đó là T6 Foot này. Đây của bác này. Mới mua luôn này, à, đây khá mới. Bác trao đổi Zalo cho em thì là bác nói là cái loa này thì bật nguồn lên, nó lên, đây, bật nguồn lên này, đó, nó lên, kết nối với lại máy thì nó hát, nhưng mà nó phải ấn này này, đó thì hồi nãy em có test rồi, thì thấy công nhận là phải nhấn này, nó mới ăn. Thì bây giờ trong video này em sẽ cùng mở cái bung cái loa ra xem nó hỏng cái gì, cũng như là cho các bác xem bên trong nội thất bên trong cái loa này. Đó, những cái loa này thì các bác xem quá nhiều video của em rồi. Nói thẳng có nhiều vì các bác sửa là em còn không quay video đó. Chung cái loa này em nhận em sửa thẳng rất là nhiều đấy chứ không phải ít đâu. Còn loa này thì đúng là hôm nay là cái đầu tiên này. Đó, cái này cái đầu tiên. Cái loa này cũng khó tháo lắm nhỉ. Này em nghiên cứu qua mấy anh Tây anh ấy tháo thì thấy cũng khó tháo lắm. Thì video này em sẽ cùng tự tháo cũng như là cho các bác quay tham khảo trên cái video này nha. Đây em test lại cho các bác xem này, mở nhạc này, kết nối thứ là ok đó, mở to cái nào cũng không lên, nhưng mà tự dưng lại ấn vào cái này nó chỉ lấy màng rung thôi này, đó này, đó, ấn. Cái này thường cái này ở đây nó có hai cái loa hai bên này, đây chỉ là màng rung và đây trên có cái màng rung nữa, thì em được nghiên cứu và thấy chứ đây không phải cái loa mà không hiểu sao ấn đây này. Đó ấn đây nó mới kêu. Thì vậy là cái này khả năng là bị lỏng dây hay gì. Bây giờ sẽ cùng phẫu ra cho bác xem. Đó, nhân tiện đây cũng phẫu ra cho các xem nội thất luôn. Rồi, loa này là thiết kế rất là ấy. Nên là muốn tháo đầu tiên là nhấn cái nút này. Nút này này, kéo mạnh ra. Đó, ở đây này. Đây nó có 3 con ốc này. 3 con ốc đấy là được gắn keo này. Phủ keo này. Đó này, nó phủ cái keo nến đây. Bàn ông này là loa này nguyên bản luôn, chưa được phẫu luôn. Nói chung là xe loa này mà tháo ra rồi á là cái cao su này là cũng bị toi luôn nha. Đây nó có một cái cao su ở dưới này. Mặc cái vòng miếng cao su đây. Đó, đây có 3 ốc. Ở bên. Đấy, ốc ở hai đầu này rồi, hai đầu này phải thêm ốc đấy này, phải cạy cao su ra này.
đó, đây nó còn thêm bốn mặt ốc này, bắt cái mạch mạch đây, ốc này, ốc để bắt màng rung này, đó, ốc tiếp này, đó. Thì bây giờ là để kiểm tra trước mắt thì bây giờ kiểm tra cái bo mạch này, này, xem cái dây này khả năng ở dây nó có cái dây nó có lỏng hay không, sẽ kiểm tra cái mạch này trước nhé, để an toàn các bác tháo cái này ra. Thì ở đây nó có cái lẫy này, lẫy này, nhựa này, đây, bỏ đây này, để lấy dây cáp này đây. Đó, này. Cái cáp này này đó, rồi ok tháo ra nó để thì nó phải yên tâm, không là lộn ngọn nó đứt là dây là xong. Đây, cái này nó có cái nút này để bọc mấy cái nút này thôi, đây cái cắt này đây thôi. Đây đây đó, em lắp cái này vào để kiểm tra để bác xem lại này. Nó không phải cái mạch nó rời này, đây. Đây. Phải ấn cái chỗ màng này, cái màng này đâu có liên quan đến cái mạch này đâu, đây các bác thấy mạch này không liên quan đến cái màng này, cái này khả năng là nữa đây này. Không liên quan gì đấy, ấn đây nó không liên quan đây, mạch tất cả nằm hết đây. Rồi, bây giờ sẽ lại phải phẫu tiếp ra cho hết ra đi. Rồi, tạm này đi. Nhấc tất cả cái mạch ra luôn này, đây cái mạch này đây rút hết ra. Đó, thì bây giờ trong loa này chỉ còn có hai cái loa này và dây nguồn và dây pin đấy. Đây phải cạy cái nắp này ra này, cái nắp này nó rắn keo này, cạy ra này, cạy mãi ra được này, rắn keo còn chó này. Đây nó lại có cái nắp này, lại có cái keo nữa. Thì bây giờ trước mắt em sẽ mở cái này ra để xem ngó vào bên trong. Giờ cạy cái này ra, đúng là phải đẩy này ra nữa này mà nó chặt quá. Bây giờ em sẽ cạy này ra trước. Để cạy này thì em sẽ dùng cái nước này, dung dịch này. Cái này nó là gọi là xăng thơm nhé, em có làm video chia sẻ trước ấy, là gọi là lấy xăng thơm để tẩy những cái đồ mà để cạy những cái cục sạc adapter ấy. Đó, đây. Xăng thơm sẽ bôi vào cái keo con chó này. Đó. Thì nó rắn chặt lắm không cạy được. Đây, sẽ lấy xăng thơm bôi vào vị cái khe này. Để bôi một tí nó sẽ nóng, cái xăng này dạng nó nóng. Xăng thơm thì cao su thì không sao, nhưng cái keo con chó này nó gặp xăng thơm là nó sẽ chảy chảy đây. Để mình nhấc cái miếng màng đây để ngó cái nắp này vào bên trong xem nó có cái gì bên trong. Là sao lại nhấn nhấn vào đây nó bị hát là sao? Đó, thì nếu cái chảy ra tí thì để lật cái muỗng này và cạy từ từ ra này. Đó, khung này nó chưa ngấm keo này, đó, chưa ngấm thì lại phải chấm thêm tí nữa. Phải từ từ thôi, cái này không thể được, để mạnh quá thì sẽ rách cái cao su này. Đó, mình cho cái keo này, keo nó sẽ chảy chảy này. Đó, những chỗ nào nó chưa thấm thì là chưa, nó còn dính chặt, cái chỗ nào thấm rồi là nó dẻo dẻo cái keo ra là cạy ra được. Đó, như vậy là ta tiến hành chấm đây, chấm theo khe này, nó sẽ ngấm theo khe này, nó làm chảy cái keo ra. Cái này nó xăng thơm hay là gọi là xăng công nghiệp ấy. Các bác mà bên BU cái thứ sẽ biết cái xăng này. Đó. Đây. Cạy ra. Ngâm đi ra. Tháo ra thì đây có thế này, này bung màng ra thì đó này. Chỉ là cái loa thôi, không có gì cả. Nhưng mà em nghĩ là cái loa này hư này. Tại vì khi mình ấn cái màng này nó sẽ tạo ra gió đây này. Nhá, em sẽ đẩy vào này. Này. Đó này. Nó tạo ra gió. Đó, nó tạo ra gió, nó làm cho cái loa này nó chạy. Đó, thấy không? Này. Tức là nó sẽ làm ra hơi á, nó tạo cho cái màng rung với loa cái nó cọ cọ. Vậy là hai cái loa này khả năng hư. Bây giờ em sẽ đo hai cái loa cho các bác xem này. Là em sẽ kiếm hai cái loa khác em test thử vào cái dân chân này của nó xem nào. Như nào nhá. Đây các bác, đó em đã mượn cái loa của cái loa này. Khách. Đây, sẽ test lại xem. Vậy là cái này hư loa luôn này. Nhỏ này, to này. Vậy là hư loa. Nút này là
vừa play vừa. Rồi mày hư loa rồi, bây giờ sẽ phải phẫu ra thôi, bắt buộc phải phẫu ra thôi, xem là loa nó hư như thế nào. Mà mình kiếm được loa thay, chứ loa này giờ em không có thay, cái này có khách. Rồi này, khách gửi cho em làm pin, làm pin xong đây. Đây mượn cái loa nó đây. Nói chung là cho nó mát đấy, cùng kích thước nhau. Mùi cơ thể có cản bước thành công. X-Men Purpose Lit. Okay, muốn tháo loa ra thì các bác bạn hàn ốc chỗ này ra này. Ốc đây. Bắt đầu lại cái keo đây nhá. Ở đây nó có cái keo. Lại ấn cái này xuống này, ấn này xuống này. Đó, ấn xuống thì nó sẽ kéo được này ra. Đó, ra cái màng này. Đây có cái keo ngay cái đầu này, này. Đó, rồi xong cái vụ này. Tiếp tục tháo này ra. Đó, đây nếu mà để thay loa thì cần, nếu mà thay pin á thì phải bung cả này ra. Bung này ra. Vặn ốc đây này, đây ốc này. Nó phải bung hai cái màng đầu này nữa, thì là trước mắt thì em sẽ bung cái loa thôi. Nếu mà khâu nó không hay hư pin thì chỉ bung này ra thôi. Bung này loa ra thôi. Đây em vừa tháo ra cho các bác xem đó. Đây hai loa đây, thì khả năng là quá trình nó chạy nó hư cuộn dây đồng này, đó, hư rồi. Đó, cái này giờ chỉ có kiếm cái loa khác thay rồi thôi. Cái loa này là 4 ohm 20W. Đó, cái này mua phải mua đúng công suất nha, nó phải to hơn, nó phải 30W hoặc là cái ấy. Chứ còn nếu mà mua loại 10W mà mở lớn quá là cũng lại cháy à. Đó, loa này công suất khá lớn. Đấy, còn nếu muốn thay pin ấy thì đây, đầu này thì cạy ra ok này, xong này. Cái này chỉ có tiền cạy ra một nửa thôi. Ở đây, cái này cạy tiếp này ra nữa. Cái này gắn keo chặt quá. Nên nói chung không thay pin thì không cạch. Đây trong này cũng dùng hai cell pin giống như mấy cái loa kia thôi. Đó thế thôi. Nếu thay loa thì bây giờ em chỉ để này thôi. Ở đây em kiếm một cái loa khác em hàn vô để em lắp lại thôi. Đây thì video muốn tháo ra cho các bác quay tham khảo vậy thôi. Để có được loa này thì em sẽ làm video tiếp. Để tạm thời video em xin kết thúc ở đây. Đấy, cũng chia sẻ các bác cách tháo ráp cái loa này. Cũng như là bác nào có trường hợp loa như này mà có muốn thay pin, thường thường loa này rất hay thay pin, hư pin chứ hư loa như này là ít này. Này loa này là do bác ấy bán ở ngoài, đi ngoài đường này, bác hay mở bác bán ở ngoài, mở lớn quá thì loa nó hư là đúng rồi. Đó, kiếm cái loa này hơi hiếm, loa này loa 20W, hai cái 40W. Dần thì kết thúc đây. Một lần nữa thì Trần xin các bác đã quay video này, nếu thấy hay để chia sẻ với người thân bạn bè cùng xem và đăng ký kênh. Sẽ làm video chia sẻ thêm. Đó, cái này thì về tạm thời để quay hết này lại đây để thật là. Sau khi kiếm được loa thì sẽ thay cho bác. Rồi, chào các bác nha.